Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động, mô hình phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, hướng đến một môi trường an toàn bình đẳng, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự nhân ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11 và tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2023. Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ trong phòng tránh bạo lực, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền công tác này gắn với thực hiện đề án tuyên truyền vận động và hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027. Các cấp hội có nhiều đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới và các hoạt động vì phụ nữ yếu thế. Thông qua cái buổi tuyên truyền, bản thân tôi cũng như là chị em phụ nữ của xã cũng nhận thức được về cái hoạt động phòng chống bạo lực gia đình dần được nâng lên, và chị em cũng sẵn sàng chia sẻ với lại hội và cơ quan tư vấn pháp luật và nếu bị bạo lực gia đình. Trong năm 2023 thì Hội Phụ nữ thị xã cũng đã phối hợp với cơ quan công an đã hỗ trợ và can thiệp 6 phụ nữ trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại. Còn các cơ sở thì cũng đã tham gia hòa giải và hỗ trợ kịp thời 21 vụ việc. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã vận động được nam giới tham gia các cái hoạt động của Hội Phụ nữ, như là kết nạp hội viên danh dự, mời nam giới tham gia các cái mô hình của phụ nữ, tổ chức ngày hội gia đình hạnh phúc, thi mâm cơm dinh dưỡng, tổ chức gặp mặt, biểu dương các cái gia đình tiêu biểu. Chính cái điều đó cũng đã làm tăng thêm cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu và đồng cảm của những người cha, những người chồng trong gia đình. Cùng với đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng, các cấp hội phụ nữ duy trì hiệu quả hoạt động của 174 mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, hơn 470 mô hình địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các nạn nhân bạo lực gia đình, quan tâm hỗ trợ phụ nữ học nghề phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từ đó giúp hội viên phụ nữ khẳng định vai trò vị thế trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong thời gian tới thì các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng tiếp tục tổ chức các hoạt động tập huấn truyền thông để nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như là vai trò trách nhiệm của hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Tôi cũng tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Và thứ ba là tiếp tục duy trì và nhân rộng các cái mô hình về phòng chống bạo lực gia đình, mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng hiệu quả của mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, và sẽ thành lập những cái mô hình mới để huy động sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Những hoạt động phòng chống bạo lực của hội phụ nữ các cấp góp phần cùng chính quyền địa phương giảm số vụ bạo lực gia đình. Nhận thức của phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình được nâng lên, nhiều chị em mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình, nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng xã hội.